Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề ôn thi giữa học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10. 1. Choose a word that is pronounced differently from that of the other words. Chọn từ mà được phát âm khác với các từ khác. Câu thứ nhất, phần gạch chân là chữ O và chữ V kép. Trong từ thứ nhất, town. Town. Chữ O V kép có ký hiệu phiên âm là chữ A với chữ U, là âm ao. Follow. Chữ O với chữ V kép trong từ này phiên âm là chữ O với chữ U và đọc là O. Grow cũng là âm O. Narrow cũng là âm O. Vậy âm khác ở đây là ao. Từ thứ hai, phần gạch chân là chữ CH. Từ thứ nhất, lunch. Chữ CH có ký hiệu phiên âm là chữ T với chữ SC dài này. Chữ là chữ số nặng, đọc là ch. Purchase cũng là chữ ch. Teaching cũng là ch. Technology. Tech. Chữ CH ở đây được phiên âm thành chữ K. Tech. Technology. Em khác ở đây là đáp án D. Câu thứ 3, phần gạch chân là hai chữ O. Từ thứ nhất, foot. Foot. Đây là âm U ngắn. Có hiệu, ký hiệu phiên âm như thế này. Âm U. Từ thứ hai, food. Âm U có dấu hai chấm, có nghĩa là âm U kéo dài. School cũng là âm U có dấu hai chấm. Tooth cũng là âm U có dấu hai chấm. Vậy âm khác ở đây là âm U ngắn. Câu thứ tư, phần gạch chân là chữ ED. ED trong các từ này đều là hậu tố của các động từ về dạng quá khứ. Chúng ta chỉ cần nhớ quy tắc đọc đuôi ED thôi. ED trong các động từ ở dạng quá khứ sẽ đọc là it khi nó đứng sau các cái âm t hoặc là d. Thì ED sẽ được đọc là it. Ví dụ trong từ wanted, needed. Và quy tắc thứ hai, ED mà đứng sau các âm, ví dụ âm sờ nhẹ này, âm sờ nặng này, âm chờ này, âm K này, âm P này, âm F, thì ED sẽ được đọc thành T. Còn các trường hợp còn lại, ED sẽ đọc là D. Live. Âm cuối cùng của âm live, của cái từ live là âm V. Vậy ED đứng sau V, nó không thuộc hai quy tắc này, nên ED đọc là D. Lived. Decide. Âm cuối cùng của từ decide là âm d. Đấy, âm d trong quy tắc thứ nhất là đuôi ed đọc thành it. Decided. Listen. Âm cuối cùng của từ listen là âm n, không có trong hai quy tắc này nên ed đọc là d. Listened. Play. Âm cuối cùng là âm i, không có trong hai quy tắc này nên đuôi ed đọc là d. Played. Vậy đáp án khác ở đây là đáp án B. Two. Choose the best answer to complete each of the following sentences. Chọn câu trả lời tốt nhất để hoàn thành mỗi câu sau đây. One. Internet cafes allow you your web-based email account. Quán cà phê internet cho phép bạn làm cái gì đó. Tài khoản thư điện tử dựa trên trang web của bạn. Các đáp án là các dạng của động từ access. Thì chúng ta lưu ý động từ access đứng sau động từ allow. Thì chúng ta có nhớ là có cái cấu trúc là allow somebody to do something, cho phép ai làm gì. Trong cái câu này là cho phép bạn truy cập. Thì chúng ta sẽ chọn động từ access ở cái dạng là động từ nguyên thể có to. To access. Two. If you, your homework, I,
You watch TV. Đây là câu điều kiện này. Nếu bạn như thế nào đó bài tập về nhà của bạn. Tôi như thế nào đó, bạn xem TV. Đây là ra điều kiện là nếu mà con làm bài tập về nhà, mẹ sẽ cho con xem TV. Mẹ sẽ để con xem TV. Nếu câu phủ định sẽ là nếu con không làm bài tập về nhà, mẹ sẽ không để cho con xem TV. Trong các đáp án toàn là đáp án phủ định thôi, nên chúng ta sẽ dịch cái câu này ở dạng phủ định là nếu con không làm bài tập về nhà, mẹ sẽ không để con xem TV. Câu điều kiện thì ở mệnh đề if, động từ sẽ được chia ở thì hiện tại đơn và mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Chúng ta cứ chọn đáp án ở cái vế thứ nhất là hiện tại đơn này, vế thứ hai là tương lai đơn. Don't này, won này, tức là có liên quan quá khứ nó không phải này, won này, đây là tương lai hiện tại, tương lai hiện tại. Vậy chỉ có đáp án A là vế thứ nhất là hiện tại, vế thứ hai là tương lai. If you don't do your homework, I won't let you watch TV. Nếu con không làm bài tập về nhà của con, mẹ sẽ không để con xem TV. 3. A film which is made by photographing a series of changing drawings is called a. Một bộ phim mà được làm bằng cách chụp một chuỗi sự thay đổi các bức vẽ được gọi là một. Comedy, phim hài. Documentary, phim tài liệu. Cartoon, phim hoạt hình. Drama, kịch. Bộ phim mà bạn làm bằng các bức vẽ thì gọi là phim hoạt hình. Ta chọn đáp án C, cartoon. 4. I remember you about this before. Tôi nhớ như thế nào đó bạn về điều này trước đây. To tell, told, tell, telling. Chúng ta nhớ là sau cái động từ remember nó có hai dạng. Một là remember cộng với verb ing, có nghĩa là nhớ đã làm gì đó trong quá khứ. Và thứ hai là remember to verb, là nhớ phải làm cái gì đó. Trong trường hợp này nó có cái chữ before là trước đây, có nghĩa là nhớ đã làm cái gì đó trước đây. Vậy thì sau động từ remember là động từ tell ở dạng đuôi ing, nhớ đã kể. I remember telling you about this before. Tôi nhớ đã kể điều này cho bạn trước đây. Hoặc là tôi nhớ đã kể về cho bạn về điều này trước đây. 5. It's a bit. Only 5 minutes walk. Trong này thiếu từ hỏi. How long là bao lâu? Bao lâu là hỏi cho độ dài về thời gian. How often? Thường xuyên không? Cái này hỏi cho tần suất, mức độ thường xuyên. Where? Ở đâu? Nó hỏi cho địa điểm, nơi chỗ. How far? Là bao xa? Hỏi cho khoảng cách. Ở đây có câu trả lời là only 5 minutes walk. Chỉ 5 phút đi bộ. Có nghĩa là hỏi về khoảng cách, bao xa. Bãi biển có xa không? Chỉ 5 phút đi bộ. 6. We've recently studied the upstones in the kidneys. Gần đây chúng ta đã học về cái gì đó của những viên đá trong những quả thận. Kidneys là bầu dục, là quả thận. Quả thận hay còn gọi là quả cật. Structure, cấu trúc. Block, khối tảng. Formation là sự hình thành. Building là tòa nhà. Vậy theo nghĩa của câu chúng ta sẽ chọn đáp án C là sự hình thành của những viên đá. Gần đây chúng ta đã học về sự hình thành của những viên đá trong các quả thận. 7. We're so proud her for telling the truth. Chúng ta thật là tự hào về cô ấy vì đã nói sự thật. Sau tính từ proud là đi với giới từ of, proud of.
8. Marie Curie, a Nobel Prize in Chemistry in 1911. Marie Curie đã được tặng giải thưởng Nobel về hóa học năm 1911. Đáp án A, was awarded, đã được tặng. B, has been awarded, cũng là đã được tặng. C, awarded, đã tặng. D, had awarded. Đáp án A là bị động ở quá khứ đơn. Đáp án B là bị động ở hiện tại hoàn thành. Và đáp án C là quá khứ đơn, là chủ động. Đáp án D là quá khứ hoàn thành. Ở trong cái câu này nó có cái mốc thời gian là in 1911, nghĩa là quá khứ đơn. Mốc thời gian cụ thể trong quá khứ thì chúng ta sẽ chọn thì quá khứ đơn. Và giải thưởng Nobel đã tặng cho Marie Curie, nên Marie Curie đây là chủ ngữ bị động, thì chúng ta sẽ chọn cái câu này ở thì bị động, thể bị động nhé. Mary được tặng, Mary đã được tặng một giải thưởng Nobel. Bị động nó có cái dạng là to be cộng với V3, tức là to be cộng với động từ ở quá khứ phân tử đấy. To be ở đây là quá khứ, là was. Và động từ ở dạng quá khứ phân tử là awarded. 9. The heavy rain, we couldn't go camping. Because là bởi vì. In spite of là mặc dù. Although, mặc dù. Because of là bởi vì. Chúng ta lưu ý nhé, cách dùng, về cách dùng này. Because và although sẽ đứng trước một mệnh đề. Trên cái câu này, the heavy rain, đây là một cụm danh từ chứ không phải là mệnh đề, nên chúng ta sẽ loại bỏ đáp án A và đáp án C. Còn đáp án B và đáp án D là sau in spite of và because of là danh từ hoặc là cụm danh từ. Trong trường hợp này, the heavy rain sẽ đứng sau in spite of hoặc là because of. Nhưng cái sự khác nhau giữa in spite of và because of là sau in spite of là danh từ hoặc là cụm danh từ, chỉ sự nhượng bộ. Còn because of là đứng sau nó là danh từ hoặc là cụm danh từ, chỉ lý do. Chúng ta dịch câu này để biết đây là danh từ chỉ sự nhượng bộ hay là lý do. Mặc dù hay là bởi vì. Mặc dù trời mưa to hay là bởi vì trời mưa to. Chúng tôi không thể đi cắm trại. Không thể đi cắm trại là vì có lý do trời mưa. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đáp án D bởi vì sau because of là danh từ chỉ lý do. 10. I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my. Tôi làm việc từ thứ ba đến thứ bảy, và chủ nhật và thứ hai là cái gì đó của tôi. Days off, những ngày nghỉ. Breaks, những sự giải lao. Working days, những ngày làm việc. Days out. Day out là những ngày ra ngoài. Làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 thì chủ nhật và thứ 2 là ngày nghỉ. Vậy chúng ta chọn đáp án A, days off là những ngày nghỉ. Chủ nhật và thứ 2 là những ngày nghỉ của tôi. 11. A long time for the bus. A. We have to always wait. Chúng tôi phải luôn luôn đợi. Câu này sai ở cái từ always, sai vị trí. Always sẽ phải đứng trước động từ thường, nó phải đứng trước chữ have. Bởi vì nó là trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suất đứng sau động từ to be và đứng trước động từ thường. We have to wait always. Chỗ này cũng sai. We always have to wait. Chúng tôi luôn luôn phải đợi. Đây, câu này đúng bởi vì cái always nó đứng trước động từ. We have always to wait. Câu này always cũng đứng sau động từ không được. Vậy câu này dịch là chúng tôi luôn luôn phải đợi xe buýt một lúc lâu. 12. I to him 3 times since he to live here.
Tôi như thế nào đó với anh ấy 3 lần kể từ khi anh ấy sống ở đây. Trong cái câu này, ở vế thứ nhất nó có three times. Thì cái câu này động từ chắc chắn là ở thì hiện tại hoàn thành rồi, bởi vì có three times là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Và câu thứ hai là một mệnh đề đứng sau xin. Mệnh đề đứng sau xin sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là thứ nhất là hiện tại hoàn thành và thứ hai là quá khứ đơn. Đây là quá khứ đơn này, đây là quá khứ đơn này. Đây hiện tại hoàn thành đây, quá khứ đơn đây. Đây hiện tại hoàn thành, đây cũng hiện tại hoàn thành. Quá khứ đơn hiện tại hoàn thành. Đáp án B đây. Tôi đã nói chuyện với anh ấy 3 lần kể từ khi anh ấy đến đây sống. Anh ấy đến sống ở đây. 3. Fill in each blank in the following passage with a suitable word. Điền vào mỗi khoảng trống trong đoạn văn sau đây với một từ phù hợp. The electronic computer is a significant invention since the steam engine. Máy tính điện tử là phát minh đáng kể như thế nào đó kể từ động cơ hơi nước. Ở đây có tính từ significant, mà đây lại có the. Vậy chỗ này sẽ là so sánh nhất. Máy tính điện tử là phát minh đáng kể nhất, to lớn nhất hoặc là có ý nghĩa nhất. The most. Kể từ động cơ hơi nước. While the industrial revolution previously the nature of manual work, the computer revolution is now changing the work done by the brain. Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp trước đây như thế nào đó, bản chất của công việc chân tay, cuộc cách mạng máy tính hiện nay đang thay đổi công việc được làm bởi bộ não. Cuộc cách mạng máy tính hiện nay đang thay đổi công việc được làm bởi bộ não. Thì cuộc cách mạng công nghiệp trước đây thay đổi bản chất của công việc chân tay. Chỗ này chúng ta điền động từ change, thay đổi. Nowadays, microcomputers are manufactured in hundreds of thousands and are constantly being equipped with more ingenious devices. Ngày nay, máy vi tính được sản xuất hàng trăm nghìn và liên tục được trang bị với các thiết bị khéo léo hơn. Ở đây có hai cái từ more, các thiết bị ngày càng khéo léo hơn. Ở chỗ này sẽ là cái dạng so sánh càng ấy, so sánh kép. Thì chỗ này sẽ là từ and. More and more là ngày càng. More and more cộng với tính từ dài. More and more, ngày càng khéo léo hơn. Ngày nay, máy vi tính được sản xuất với số lượng hàng trăm nghìn và liên tục được trang bị các thiết bị ngày càng khéo léo hơn. Contrary to popular belief, computers themselves cannot meet tasks. The answer will always be correct if the program fed into the computer is correct. Trái với niềm tin phổ biến, những chiếc máy vi tính, bản thân những chiếc máy vi tính không thể mắc lỗi. Câu trả lời sẽ luôn đúng nếu chương trình được nạp vào máy tính là đúng. Ở đây có cái từ mistakes, mà đây lại có cannot, là động từ khuyết thiếu. Do động từ khuyết thiếu là động từ ở dạng nguyên thể, động từ đi với từ mistake là make. Make mistake là mắc lỗi. Trái với niềm tin phổ biến, bản thân những chiếc máy tính không thể mắc lỗi. Câu trả lời sẽ luôn đúng nếu chương trình được nạp vào chiếc máy tính là đúng. 4. Read the following passage and choose the best answer. Đọc đoạn văn sau đây và chọn câu trả lời tốt nhất. For the last few months, I have spent every Saturday in my flat and have done nothing more exciting than work at home. Read the newspapers and watch television. I had begun feeling bored with this, and so last weekend I thought I would do something different. I rang up several of my friends
and we decided to go to London for the day. I was really excited as I hadn't been to London since I was 10. We decided to go by coach as this was by far the cheapest means of transport that was available, even though it meant that we needed to get up very early. Once in London, we decided to take a sightseeing tour as we wanted to see some of the famous buildings. After the tour, we bought some sandwiches and ate them in a small park. In the afternoon, two of us went shopping and the others went to the theater. We met up again at 6:30 p.m. and went to a small restaurant in Soho. The meal was really good, but unfortunately, it took much longer than we had expected. We had to get a taxi back to the coach station. Luckily, we got there just 2 minutes before our coach left. Trong vài tháng gần đây, tôi đã dành các ngày thứ bảy ở căn hộ của mình và không làm cái gì thú vị hơn công việc ở nhà, đọc báo và xem TV. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với điều này và vì vậy, tuần trước, tôi đã nghĩ tôi sẽ làm một cái gì đó khác biệt. Tôi đã gọi cho vài người bạn của tôi và chúng tôi đã quyết định đi đến London một ngày. Tôi đã thật sự hào hứng vì tôi đã không đến London kể từ khi tôi 10 tuổi. Chúng tôi đã quyết định đi bằng xe khách vì đây là phương tiện giao thông rẻ nhất hiện có. Mặc dù điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải dậy rất sớm. Ngay khi đến London, chúng tôi đã quyết định thực hiện một chuyến tham quan vì chúng tôi muốn xem một số tòa nhà nổi tiếng. Sau chuyến tham quan, chúng tôi đã mua vài cái bánh sandwich và ăn chúng ở một công viên nhỏ. Vào buổi chiều, hai người trong số chúng tôi đã đi mua sắm và những người khác thì đi đến rạp hát. Chúng tôi gặp lại vào lúc 6:30 chiều và đã đến một nhà hàng nhỏ ở Soho. Đồ ăn rất ngon, nhưng thật không may, nó mất nhiều thời gian hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi đã phải bắt một chiếc taxi quay trở lại ga xe khách. May mắn thay, chúng tôi tới đó chỉ 2 phút trước khi xe khách của chúng tôi rời đi. Câu thứ nhất, according to the passage, the writer. Theo đoạn văn, người viết. A. Usually spends his weekend at home. Thường dành cuối tuần của anh ấy tại nhà, ở nhà. B. Went to London with some of his friends. Đã tới London với một vài người bạn của anh ấy. C. Has lived in London for 10 years. Đã sống ở London 10 năm. D. Feels bored with his life. Cảm thấy nhàm chán với cuộc đời của anh ấy. Trong đáp án này, chúng ta thấy có đáp án B là đáp án đúng bởi vì là theo đoạn văn thì người viết đã đi đến London với vài người bạn của anh ấy. Trong đoạn văn miêu tả rất rõ là một chuyến đi vào tuần trước tới London. Còn đáp án A, ở đây có cái từ weekend. Weekend là cuối tuần thì nó sẽ là cả ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thường dành cuối tuần của anh ấy ở nhà. Trong đoạn đầu chúng ta chỉ thấy anh ấy nói là anh ấy dành các ngày thứ bảy ở căn hộ của mình và không làm cái gì thú vị hơn công việc ở nhà. Không nói gì đến ngày chủ nhật. Nên cái câu này chúng ta sẽ thấy nó không đúng lắm. Đáp án B là đúng hơn. Câu thứ hai, he felt so excited about going to London because anh ấy đã cảm thấy hào hứng về việc đi đến London bởi vì A. He hadn't been there before. Anh ấy đã không đến đó trước đây. Anh ấy đã chưa đến đó trước đây. Câu này sai bởi vì là trước đây anh ấy đến đó rồi, đến vào lúc 10 tuổi rồi. Since I was 10, tức là khi anh ấy 10 tuổi. Khi tôi 10 tuổi. Câu B, he hadn't been there for 10 years. Anh ấy đã không đến đó được 10 năm. Anh ấy đã không đến đó được 10 năm rồi. Câu này cũng không đúng. Bởi vì anh ấy đã đến đó lúc 10 tuổi thôi. Còn bây giờ có thể là anh ấy 25, 30 tuổi rồi thì sao? Câu C, he went there 10 years ago. Anh ấy đã đến đó 10 năm trước đây. Câu này cũng không đúng. Khi anh ấy 10 tuổi anh ấy đến đó. Nếu năm nay anh ấy đúng 20 tuổi thì câu này đúng này. Nhưng mà trong bài không có nói gì đến tuổi và anh ấy không biết bây giờ anh ấy bao nhiêu tuổi. Nên câu này không đúng. Câu D. He hadn't been there for a long time.
Anh ấy đã không đến đó được một thời gian dài rồi. Câu này đúng, bởi vì năm anh ấy 10 tuổi, đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa đến. Là một thời gian dài và không biết bây giờ anh bao nhiêu tuổi. Câu 3, why did they decide to go by coach? Tại sao họ quyết định đi bằng xe khách? A, because it was available. Bởi vì nó sẵn có. B, because they wanted to start early. Bởi vì họ muốn khởi hành sớm. C, because other means of transport were more expensive. Bởi vì những phương tiện giao thông khác đắt hơn. D, because it was one of the most efficient means of transport. Bởi vì nó là một trong những phương tiện giao thông có hiệu quả nhất. Ở trên đáp án người ta chọn là đã quyết định, chúng tôi đã quyết định đi bằng xe khách bởi vì đây là phương tiện giao thông rẻ nhất hiện sẵn có, hiện có. Đây là phương tiện giao thông rẻ nhất hiện có, tức là những cái phương tiện khác sẽ đắt hơn. Ta chọn đáp án C là bởi vì những phương tiện giao thông khác đắt hơn. Câu thứ 4, câu thứ 4. Which of the following is true? Câu nào sau đây đúng? They all went shopping before going to the theater. Tất cả họ đi mua sắm trước khi đến nhà hát. Câu này sai, chỉ có hai người đi mua sắm thôi, còn lại đi nhà hát. Câu C. They had lunch in a small restaurant. Họ ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ. Câu này không đúng, họ ăn trưa bằng sandwich thôi. Ở công viên. B. They made a sightseeing tour of London and then had lunch. Họ đã thực hiện một chuyến tham quan London và sau đó ăn trưa. Câu này đúng, bởi vì có cái đoạn là after the tour, we bought some sandwiches and ate them in a small park. Sau chuyến tham quan, chúng tôi đã mua sandwich và ăn ở công viên nhỏ. Câu D, they left the city at 6:30 p.m. Họ đã rời khỏi thành phố vào lúc 6:30 chiều. Câu này không đúng, phải 6:30 chiều họ mới gặp lại nhau và bắt đầu mới ăn tối. Câu đáp án B là đúng. Họ đã thực hiện một chuyến tham quan London và sau đó ăn trưa. 5. Rewrite each of the following sentences without changing its original meaning. Viết lại mỗi câu sau đây mà không làm thay đổi nghĩa gốc của nó. 1. I wish I hadn't sold my bike. Tôi ước tôi đã không bán chiếc xe của mình. Tôi ước tôi đã không bán chiếc xe của mình. Thực tế là đã bán rồi. Viết lại câu mà có I regret. Regret là hối hận. Như vậy là đã bán mất chiếc xe rồi thì bây giờ nói là tôi hối hận vì đã bán chiếc xe của mình. Tôi hối hận vì đã bán chiếc xe của mình. Vậy sau regret cộng với động từ có doing, I regret selling. Tôi hối hận vì đã bán my bike. Tôi hối hận vì đã bán chiếc xe của mình. I regret selling my bike. 2. No one told me about the change of the plan. Đã không có ai nói với tôi về sự thay đổi kế hoạch. Câu viết lại là I didn't. Tôi đã không biết. Không ai nói với tôi về sự thay đổi kế hoạch. Vậy câu này sẽ là tôi đã không biết về sự thay đổi kế hoạch. I didn't know the train. I didn't know. Tôi đã không biết. 3. Sự thay đổi kế hoạch. 4. The train, the plan. Tôi đã không biết sự thay đổi kế hoạch. Thêm about vào đây. Tôi không biết về. I didn't know about the trend, the plan. Tôi đã không biết về sự thay đổi kế hoạch. 3.
Although her living conditions were difficult, she worked very hard. Mặc dù điều kiện sống của cô ấy khó khăn, cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, hoặc là cô ấy đã học hành rất chăm chỉ. Viết lại câu mà có sử dụng inspire up. Sau inspire up là một cụm danh từ, là danh từ hoặc cụm danh từ. Vậy chúng ta phải thay đổi cái mệnh đề sau ô dâu này thành cụm danh từ. Mà nó có nghĩa là điều kiện sống khó khăn. Vậy thì đưa cái tính từ khó khăn này lên trước. Danh từ living conditions. Mặc dù điều kiện sống khó khăn của cô ấy. In spite of her. Chúng ta bỏ cái chuyển cái tính từ này lên trước là bỏ được động từ were. Her difficult living conditions. Mệnh đề thứ hai chúng ta viết cả vào thôi. She worked very hard. Mặc dù điều kiện sống khó khăn của cô ấy đã học hành rất chăm chỉ. For the last time I saw her was when we were in Spain. Lần cuối cùng tôi thấy cô ấy là khi chúng tôi ở Tây Ban Nha. Câu này viết lại là I haven't. Có haven't thì câu này phải là ở thì hiện tại hoàn thành. Câu trên có the last time là lần cuối cùng. Thì câu này sẽ nói là tôi đã không gặp cô ấy từ khi chúng tôi ở Tây Ban Nha. Tôi đã không gặp, hoặc là tôi đã không thấy. Về động từ saw này phải về quá khứ phân từ. I haven't seen her. Kể từ khi là since we were in Spain. Tôi đã không thấy cô ấy kể từ khi chúng tôi ở Tây Ban Nha. 5. I have tidied the house. Tôi đã dọn dẹp ngôi nhà. Viết lại là the house. The house là tân ngữ của câu thứ nhất mà lên làm chủ ngữ câu thứ hai thì câu thứ hai sẽ phải là câu bị động. Vậy ta viết bị động là ở dạng BV3. Be phải chia là hiện tại hoàn thành bởi vì đây có have. Sẽ là hiện tại hoàn thành của be là have been. Chủ ngữ là số ít thì have chuyển thành has. Has been. Và V3 là động từ tidied. Chủ ngữ là tôi thì câu này sẽ viết là by me. Căn nhà đã được dọn dẹp bởi tôi. 6. In about 100 to 120 words, write a paragraph about your hobby. Trong khoảng 100 đến 120 từ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn. Đề này dài quá các em ạ. Có thêm cái đề viết này nữa là quá dài. Cô viết một đoạn văn gợi ý như sau. My name is, my hobby is collecting bottles. I took up this hobby since I was 10. I like to take used bottles and color them, then make different light bulbs to hang around my house. They look beautiful at night. For plastic bottles, I use them as flower pots and I plant different kinds of flowers. In spring, the flowers bloom make my house look colorful. I feel relaxed watching them after a hard working day. It is a money-free hobby because the things that I collect are used. And it is not take time to do it. I am pleased with my hobby because it gives me pleasure and creation. Tên của tôi là, sở thích của tôi là thu thập những cái chai. Tôi đã bắt đầu sở thích này từ khi tôi 10 tuổi. Tôi thích lấy những cái chai đã sử dụng và tô màu chúng và làm ra những cái bóng đèn khác nhau để treo lên xung quanh nhà của tôi. Chúng trông thật là đẹp vào ban đêm. Đối với những cái chai nhựa, tôi sử dụng chúng làm
những cái bình hoa và tôi trồng những loại hoa khác nhau. Vào mùa xuân, những bông hoa nở làm cho ngôi nhà của tôi trông đầy màu sắc. Tôi cảm thấy thư giãn khi ngắm chúng sau một ngày làm việc vất vả. Đó là một sở thích không tốn tiền, bởi vì những thứ mà tôi thu thập được là đã qua sử dụng và nó không tốn thời gian để làm. Tôi hài lòng với sở thích của mình bởi vì nó cho tôi niềm vui và sự sáng tạo. Tuy là đề hơi dài nhưng mà chúng ta đã hoàn thành được đề số 1 rồi. Hy vọng là các em đã hiểu bài và có thể có thêm được một chút kiến thức và áp dụng vào làm tốt trong bài kiểm tra sắp tới. Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!